mình đang có ước tại cái kho tổng của Mang Nguyên và vừa mới về rất là nhiều những phụ kiện của Rock, nhưng mà có một cái mình rất là thích và mình muốn giới thiệu với các bạn liền ngay bây giờ luôn, đó là một cái sợi cáp mới của Rock. Thì cái sợi cáp này nó có tên là R6 và nó là cái sợi cáp dành cho Able, nó là cáp Lightning. Đó. Thì cái sợi cáp này có gì đặc biệt? Đó có nghĩa là nó có chiều dài là 1m và nó có thể hỗ trợ sạc lên đến 12W. Đặc biệt là nó có cái công nghệ nhận biết âm thanh thông minh. Đó, cái Intelligent Luminosity nè. Sẽ có hai màu, một màu đỏ và một màu bạc. Bây giờ mình lấy ra mình cho các bạn coi thử. Thì cái này rất là hay. Khi mà các bạn mở nhạc nó sẽ chuyển màu. Mình thử luôn cho các bạn coi ngay bây giờ. Đây là một cái cục pin dự phòng bình thường mình hay sử dụng. Cắm vào. Đó, bây giờ mình sạc thử cho các bạn coi. Cắm sạc nè. Thì nó sẽ hỗ trợ sạc. Rồi, khi mà mình mở nhạc lên, các bạn thấy là nó chớp nè. Mình thử nha, mình mở thử cho các bạn nghe thử. Đó. Thấy không? Nó chớp nè. Rất là hay. Cái này là xưa giờ có rất là nhiều người họ đã dùng những sợi cáp mà màu chuyển rồi. Cái sợi cáp Trung Quốc rất là nhiều. Nhưng mà cái kiểu mà có thể nhận biết được cái âm thanh như thế này thì gần như là mới. Rất là mới và cái này rất là hay của Rock. Giá chỉ có 160.000 thôi. Rất là rẻ và rất là hay. Đây, mở lại chút này. Đó, nó chớp. Rất là hay các bạn. Tối về các bạn mở nhạc lên á, rồi các bạn cắm sạc điện thoại nó sẽ chớp rất là đẹp và rất là chill. Hay lắm luôn, mở nhạc của Đen nghe cái này là tuyệt vời. Và bây giờ thì tại sao mà nó có thể làm được cái điều đó? Có nghĩa là ở đây nè, ở trên cái thân của cái đầu UBA nè, nó có một cái vị trí, những cái mic ở đây nè, để nó cảm nhận âm thanh. Thì khi mà các bạn sử dụng như thế này nè, cắm vào, thì nó sẽ sử dụng cái micro đây để mà nó nhận biết âm thanh. Các bạn thấy không, mình búng tay thì nó cũng sẽ chớp. Đó. Mình nói chuyện thôi thì nó cũng đã chớp rồi. Rất là hay các bạn, bây giờ mình mở nhạc nè. Rất là hay luôn. Đó, thì cái sợi cáp này có giá là 160.000 và nó có hai màu, là một màu đỏ và một màu bạc. Thì cái này đã có hệ thống Mang Nguyên rồi. Các bạn có thể click ở phía dưới phần mô tả, các bạn coi cái đó. Và chúng ta đặt hàng để mình chuyển tới tận nhà, hoặc là các bạn tới cửa hàng Mang Nguyên nghe thử, xài thử để chúng ta thấy được cái độ rất là hay ho của nó. Và có thể là nó rất là chill nếu các bạn kết hợp với lại đèn đuốc ở nhà nữa. Thì sắp tới Mang Nguyên cũng sẽ kinh doanh thêm cái lĩnh vực đèn của Philips. Những cái đèn rất là hay cho chúng ta sử dụng cho nhu cầu hàng ngày. Thì lúc đó mình sẽ giới thiệu nhiều hơn cho các bạn coi nhiều hơn. Thì cái này là một trong những cái mà những cái tip nhỏ để chúng ta có thể bổ sung vô một cái cuộc sống nó rất là sắc màu và rất là hay. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên subscribe YouTube của Mang Nguyên để ủng hộ cho Mang Nguyên nha.